Hello, chào anh em nha. Nay mình tiếp tục đi săn bắt. Đó, nay mình dân câu chay ở đây là thuộc sông Dòng Cỏ Thủy Đông, Thạnh Hóa, Long An nha cả nhà. Đó, và dân câu chay để mà bắt cá nha. Anh em nào mà có cần khẩu mà đến đây câu thì đến địa điểm này cá ta nhiều lắm nha. Đó, giờ qua cọp cũng được một số phao, giờ mình đi thăm coi kết quả như thế nào, chừng nào khi nào có dính quay lại cho anh em xem nha. Giờ là khoảng 6 giờ sáng rồi mọi người, mình đi thăm cũng được một số chai rồi đó, rồi coi kết quả như thế nào. Cá này thì nó tự nhiên màu gì nó cũng ăn hết á nha, có móc mồi mít mồi cám gì nó cũng ăn hết á đó. Đó, dính cá này các bạn đó. Lý có lý, có lý, con này cả tầm mấy ký à, 3 4 ký à. Ok, nuốt bỏ vô hầm luôn đi. Tiếng mày ơi, mày dám lặn không? Dám. Má gì kia là gì? Chín cây. Cô dở lên được mà. Sể. Không. Lậu. Dễ sể cá rồi. Nguyên cái nhánh gì biểu sao dính được. Sể sể. Cái gì làm lao. Sông này sông cái lớn nha các bạn. Sông Dàm Cỏ Đông mà. Thì sông Dòng Cỏ thuộc thì phận tỉnh Long An nha. Mới vừa xảy con cá tiếc quá, thăm tiếp thôi. Giờ chạy qua bên kia nha các bạn, bên kia giờ còn chục mười mấy phao, bên kia qua thăm luôn. Để cục mốt luôn rồi, có thể dính cá. Nó mềm.
dính thi hữu luôn các bạn. Để ta dính hàng nó quấn chỗ cây treo mỏ à. Đó, thấy chưa? Chỗ cây treo mỏ luôn. Mình chết rồi, cái này nó chết đâu cũng lâu rồi đó. Chết cũng lâu rồi đó. Thành quả chuyến đi câu nha. Giờ giai đoạn bắt cá lên là một con nè, hai con nè. Chuyện xảy nha các bạn. Bắt được khổ lắm á. Nhảy dây này nhảy luôn nè. Nhảy luôn á. Này lại nhảy xuống sông. Hay được hai được mấy con? Không có lần nào á. Quả vô giật hết đi. Thành quả nha các bạn. Quá trời luôn. Dạ đúng. Đây coi chừng con cá xuống sông bây giờ. Ngay cái chỗ đằng kia làm bụm 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 luôn. Mới ra vậy đó. Ủa.